người biểu tình tại quảng trường Tahrir hoan nghênh hành động của quân đội, tin từ Cairo. Sáng nay, sau khi quân đội đảo chính Tổng thống Morsi, những người chống đối và ủng hộ vẫn còn ở trên đường phố. Quân đội cầm giữ Tổng thống Morsi tại một cơ sở của quân đội trong thủ đô. Nhiều nhà lãnh đạo huynh đệ Hồi giáo đã chiến thắng các cuộc bầu cử trong năm ngoái cũng đã bị bắt giữ. Trong lúc các đám đông ở quảng trường Tahrir ăn mừng, coi đây là một thành công trong cuộc cách mạng thứ nhì, thì người Hồi giáo lo sợ Ai Cập quay trở lại thời kỳ mà họ bị chế độ được quân đội ủng hộ đàn áp như trước đây. Ít nhất 14 người ủng hộ Tổng thống Morsi đã bị bắn chết và hàng trăm người khác bị thương. Trong khi đó, tinh thần của những người biểu tình tại quảng trường Tahrir lên rất cao. Một người nói, những gì diễn ra trong ngày hôm qua là món quà mà mọi người Ai Cập đang chờ đợi từ cuộc cách mạng ngày 25 tháng Giêng. Cuộc cách mạng này đã bị cướp công và hiện nay đã lấy lại. Cuộc biểu tình hàng triệu người tham gia đã làm cho quân đội can thiệp. Còn tại ngôi đền Khaba al-Adawa, người ủng hộ Tổng thống Morsi vẫn tiếp tục biểu tình ngồi. Ông Mahmoud Fadel nói rằng người dân sẽ không sợ xử tử hay bị bắt. Người Ai Cập chọn tự do với mọi giá. Ông Hossam Akil là một thành viên của Đảng Tự do và Công lý, nói Tổng thống Morsi là một tổng thống hợp pháp. Ông sẽ biểu tình cho tới khi nào tổng thống hợp pháp quay trở lại dinh tổng thống. Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ không lên án việc lật đổ Tổng thống Morsi là cuộc đảo chính, bởi vì nếu coi đây là một cuộc đảo chính, sẽ phải đưa ra những biện pháp trừng phạt.